Mọi người ơi, ngày hôm nay em sẽ làm một cái món là mực nha mọi người. Rồi còn phần này là rau. Rau để ăn chung với cái món mực đó. Ok, các bạn nhìn thấy tươi không? Ấy da. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ khoe cho các bạn xem cái con mực nha. Nè, cái con mực mà mình đã làm sẵn rồi. Đó. Mọi người thấy không? Nó bự hơn cái tấm thớt không? Muốn gần bằng tấm thớt không? Đó, thấy không? Chiều dài gần bằng tấm thớt luôn các bạn thấy không? Đó. Đây mình đã khứa hết rồi các bạn. Đây các bạn. Đây là cái rau con mực. Cái rau con mực đây. Đây cái đầu cái thân con mực ha. Đây là cái rau của nó là mọi người. Bạn thấy nó bự không? Đó. Quá dài dài luôn. Quá dài dài luôn. Và bây giờ mình sẽ cắt cái bắp này ra mà mình bỏ vô cái nấu chung với cái mực nha mọi người. Bắp này ngọt lắm rồi. Một trái thôi. Nãy bắp cũng có nhiều lắm nhưng mà thôi chắc mình xài một trái thôi mọi người. Cái này thì mình xào để một bên này mình xào, còn khi mà nấu xong ấy là mình bỏ bắp vô. Giờ bắt đầu mình ướp các bạn. Cái này là cái gia vị mà đồ nướng các bạn. Cái này của tàu. Cái màu gia vị này cái màu nó không có đẹp. Cho nên mình sẽ lấy một nửa bịch này thôi, nhưng mà mình sẽ chế lại cái gia vị chứ không hoàn toàn sử dụng cái này các bạn. Rồi nó cứ hồng hồng đó, nó sao đó, nó không có đẹp. Đây là ngũ vị hương nha mọi người, ngũ vị hương nha. Một muỗng hạt nêm nha mọi người. Bữa nay muốn bệnh lại. Rồi, một muỗng rưỡi đường. Cái này mình sẽ làm cho nó hơi có hậu ngọt ngọt chút xíu mọi người. Đó. Nửa muỗng bột ngọt. Và cuối cùng là mình cho thêm một chút xíu ớt bột nữa mọi người ơi. Cho thêm chút xíu ớt. Ớt này nó cũng hơi cay cho nên xíu thôi. Tùy theo khẩu vị của mỗi người nha mọi người. Mình sẽ cho 2 muỗng dầu hào. 2 muỗng dầu hào. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ tha cho nó thấm vô cái con mực nha mọi người. Nhớ chà sát vô nè các bạn, cho nó thấm vô cái con mực nha mọi người. Nó chỉ có thấm ở bên đây, tại bên đây mình khứa như vậy nè, nó sẽ thấm. Còn bên cái mặt này mình để nguyên. Đó. Rồi, xong bắt đầu mình sẽ bắt bếp lên nha. Để đây cho nó thấm. Như vậy là mình quay qua bắt bếp mình. Giờ tới cái phần tỏi.
Các bạn khi nhanh nhanh tay rồi bắt đầu bỏ mực vô. Tại cái phần này mình sẽ để cho nó còn giòn á. Đây. Cái rau mực. Tao sơ nó, tao cho nó thấm vô. Con mực này mình cũng quên coi thử coi mấy tao nữa. Bạn tao sơ nó bằng lửa lớn rồi. Cái bếp nó dằn quá một chút nè. Để làm vệ sinh cái bếp nè. Rồi, nấu mũi đâu. Rồi bây giờ mình sẽ chở bề nó nha các bạn. Thơm quá mọi người ơi. Bốc mùi nó đó. Coi nó dẫm nha các bạn. Ghét rồi. Không có, cái con mực này nó ngay chỗ này là nó không biết sao mà em thấy 10 con như một. Ờ, 10 con. Ờ, nhưng mà cái con này á, thường em thấy con nào nó cũng dĩa. Cái chỗ này nó tắt rồi anh hai. Em bỏ mấy cái hầm này lên trên đây cho nó lâu chín. Mình thì mình thích ăn hành mềm mà ông xã mình cũng thích ăn hành giòn. Rồi bắt đầu mình đổ nước vô nha mọi người. Đổ cho chút xíu nước vô cho nó chín con mực. Rồi bắt đầu mình dặn lửa cho thiệt là nhỏ, riu 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 cho đến khi cái nước này nó sắp lại, nó sắc lại. Đó. Rồi. Rồi nè các bạn, bây giờ mình sẽ bỏ thêm bắp vào. Mình sẽ bỏ bắp vào nha mọi người. Đó. Tại vì có hai vợ chồng thôi cho nên mình bỏ mỗi thứ một chút thôi. Vì mà nhiều khi ăn cũng không hết nữa. Bây giờ mình sẽ nhấn mấy cái bắp này xuống dưới này để mình luộc cho nó chín luôn nha mọi người, và nó thấm cái gia vị để cho mình ăn nó không có bị lạc. Đó, giống như mình luộc ở trong cái nước sốt này vậy đó. Cái bắp nó sẽ thấm mà ngọt hơn. Trong cái bắp này cũng ra chất ngọt nữa các bạn. Cái nước này nè, chút xíu sau mình có thể ăn với bánh mì. Rồi, bây giờ mình sẽ đậy hùm lại nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bỏ bông cải vô nha mọi người. Tại vì hai vợ chồng mình thích ăn cái bông cải nó thấm vô các bạn. Nên mình sẽ bỏ hết luôn. Hết rồi luôn. Rồi. Giờ đảo đều lên cho nó thấm gia vị. Cái này là mực nấu bông cải súp lơ. Mình nấu theo cái kiểu là lai Việt Nam đó các bạn. Cái chảo hơi nhỏ. Nhà mình có chảo này là bự nhất rồi. Bỏ con mực vô xào hết được luôn. Rồi ok, bây giờ chúng ta sắp có mực ăn rồi các bạn ơi. Chờ một chút xíu nha, chút xíu mình sẽ quay lại. Rồi bắt đầu mình sẽ đổ ra nha các bạn.